chỉ vài năm trước thôi, nền kinh tế của Đức từng là niềm ao ước của cả thế giới, khi là một trong những nền kinh tế lớn nhất của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên thì giờ đây, nền kinh tế Đức lại đang rơi vào tình trạng nghiêm trọng khi mà họ đang phải trải qua cuộc suy thoái từ tận năm 2023 và giảm sâu hơn vào năm 2024. Bên cạnh đó, Đức đang đứng trước một thách thức cực kỳ lớn khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cách chức Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner của Đảng Dân chủ Tự do do bất đồng về quan điểm trong quản trị ngân sách. Động thái này đã khiến cho liên minh cầm quyền tại Đức tan vỡ và có thể mở đường cho các cuộc bầu cử sớm ở nước này. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ ở một góc độ vĩ mô thì có thể sớm nhận ra những dấu hiệu vốn đã được cảnh báo từ trước cho sự sụp đổ này là điều không thể tránh khỏi. Vậy thì bản chất của sự sụp đổ của chính phủ Liên minh Đức đến từ những yếu tố nào? Hãy cùng đến với video ngày hôm nay nhé! Chào mừng đến với Bart Tokrai, người kể sử. Yếu kém trong giải quyết mâu thuẫn nội bộ và duy trì chính sách thống nhất. Như các bạn đã biết, ở Đức thì có liên minh gồm có 3 đảng cầm quyền, đó là Đảng Dân chủ Xã hội, Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Xanh. Để giành được ghế thủ tướng, 3 đảng này đã hợp lực với nhau, tạo thành một liên minh gọi là Liên minh Đèn Giao thông và đưa ông Olaf Scholz thuộc Đảng Dân chủ Xã hội lên làm thủ tướng. Sự hợp tác này là cần thiết, bởi lẽ nếu không có liên minh này thì từng đảng vốn sẽ không thể đủ số ghế trong quốc hội để bất kỳ ai có thể trở thành thủ tướng. Tuy nhiên thì liên minh đèn giao thông này chỉ hiệu quả khi họ thực sự đoàn kết. Còn khi mâu thuẫn nổ ra, liên minh dễ dàng tan vỡ khi ở giữa họ luôn tồn tại sự khác biệt về các chính sách, với các vấn đề chưa hề tranh cãi như năng lượng, kinh tế, chi tiêu công và đặc biệt là chính sách di cư. Ngay từ khi mới thành lập chính phủ vào tháng 11 năm 2021, một số chuyên gia chính trị nhận định rằng việc liên minh này duy trì tính thống nhất lâu dài là điều bất khả thi do sự khác biệt về tôn chỉ và cách tiếp cận của từng đảng. Trong những năm vừa qua, tình hình của Đức đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi người dân bắt đầu bày tỏ sự bất mãn. Các cuộc biểu tình được tổ chức ở rất nhiều nơi. Đỉnh điểm của các cuộc mâu thuẫn là các cuộc biểu tình của những người nông dân và lái xe yêu cầu nhà nước phải tăng cường hỗ trợ trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng kéo dài. Thủ tướng Đức Olaf Scholz thì đã đề nghị quốc hội hãy mở rộng giới hạn nợ để có thêm tiền chi tiêu. Để dễ hình dung thì nó giống như việc một gia đình có thu nhập hàng năm là 1 tỷ đồng nhưng họ chỉ cho phép vay tối đa là 800 triệu để tránh những gánh nặng lãi suất quá cao. Đức thì cũng có giới hạn vay nợ ở mức khoảng 80% GDP. Thế nhưng khi khoản nợ đã chạm tới giới hạn và thủ tướng thì muốn nâng cái mức này lên để tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Tuy nhiên thì đề xuất của ông Olaf Scholz đã bị Bộ trưởng Tài chính Lindner cảnh báo rất nhiều lần và nhấn mạnh rằng Đức không thể chi tiêu vượt quá khả năng của chính mình được. Ông đã phản đối gay gắt việc Đức gia tăng nợ để mà viện trợ cho Ukraine. Ông cho rằng Đức cần tập trung vào việc phát triển nền kinh tế trong nước trước, đặc biệt là cải thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo ông Lindner, ngân sách quốc gia cần phải được ưu tiên cho những lợi ích trực tiếp của người dân, thay vì cứ đi tài trợ cho các cuộc chiến tranh xa xôi. Quan điểm này của Lindner thì có phần giống với lập trường nước Mỹ trên hết của ông Trump. Trái ngược với quan điểm của Lindner, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thì cho rằng Đức không thể đứng ngoài cuộc trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine được. Ông lo ngại rằng nếu mà không viện trợ cho Ukraine thì sẽ dẫn tới việc Nga thắng thế ở Ukraine và điều này có thể tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của nước Đức và cho toàn châu Âu. Chính sự bất đồng này đã dẫn tới những mâu thuẫn nghiêm trọng giữa các đảng trong liên minh cầm quyền. Để phản đối các chính sách của Thủ tướng Olaf Scholz, Bộ trưởng Tài chính Lindner đã chỉ trích toàn bộ chính sách kinh tế của chính phủ đương thời. Đồng thời ông đề xuất một cuộc bầu cử sớm vào năm 2025, mục đích là nhằm lấy lại sự ổn định cho chính phủ và tạo điều kiện cho các quyết sách được giải quyết nhanh chóng. Đối mặt với động thái khiêu khích này, Thủ tướng Olaf Scholz đã lập tức sa thải Lindner và cho rằng Bộ trưởng Tài chính không hiểu rõ tình hình và không biết lo cho người dân. Hành động này đã châm ngòi cho sự bất mãn trong nội bộ liên minh ba đảng. Đảng Dân chủ Tự do lập tức phản ứng và chỉ trích Thủ tướng quyền gì mà đuổi người của chúng tôi và cho rằng liên minh này vốn tồn tại được là nhờ sự đồng lòng của ba đảng. Phản ứng trước các quyết định này, các thành viên của Đảng Dân chủ Tự do tuyên bố sẽ rời khỏi chính phủ và đánh dấu chấm hết cho liên minh ba đảng cầm quyền tại Đức. Và với việc chỉ còn hai đảng còn lại, liên minh này đã không đủ số ghế để lãnh đạo đất nước.
đồng nghĩa với việc chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz không còn hợp pháp để lãnh đạo đất nước nữa. Làm kinh tế không tốt. Vậy thì nguyên nhân sâu xa gì đã khiến cho mâu thuẫn giữa các đảng trong chính phủ Liên minh Đức trở nên bế tắc như vậy và tới mức không thể hóa giải? Chính cuộc xung đột Nga và Ukraine đã đóng vai trò như một ngòi nổ khiến cho mâu thuẫn giữa các đảng này tăng cao và đẩy chính phủ Đức lâm vào khủng hoảng. Vì sao mình lại nói là do xung đột Nga và Ukraine? Các bạn phải hiểu nó như thế này. Nga thì rất quan trọng đối với Đức. Tại sao lại như vậy? Bởi vì trước khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra vào năm 2022, thì Nga là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất cho Đức. Họ chiếm tới 50% lượng khí đốt nhập khẩu cho Đức. Khí đốt giá rẻ của Nga đã trở thành nguồn nuôi sống các ngành công nghiệp của Đức trong nhiều năm và khiến Đức phụ thuộc rất nhiều vào Nga trong vấn đề năng lượng. Và khi Nga-Ukraine xảy ra xung đột, Đức cũng hùa với Liên minh châu Âu mà cấm vận kinh tế Nga. Đã cấm vận mình rồi thì ai thèm chơi với nữa. Thế là Nga cũng cắt đứt luôn nguồn cung cấp năng lượng cho Đức. Vậy là thôi, giá năng lượng nhanh chóng tăng tới 35% so với trước chiến sự, dẫn tới lạm phát tăng cao và lên tới đỉnh điểm, đã khiến cho những khó khăn về kinh tế trở nên trầm trọng mà nước Đức đang phải đối mặt ngày hôm nay. Sau cuộc tổng tuyển cử năm 2021 tại Đức, ba đảng trên đã tuyên bố một khởi đầu mới để phá vỡ sự trì trệ cải cách của thời đại Angela Merkel. Sau đó thì khi Nga phát động cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine năm 2022, họ cũng hứa hẹn là sẽ suy nghĩ lại về một mô hình kinh tế cũ của Đức, vốn sẽ phụ thuộc vào Nga về khí đốt giá rẻ, phụ thuộc vào Trung Quốc về tăng trưởng xuất khẩu và đầu tư, cũng như phụ thuộc vào Mỹ về bảo vệ quân sự. Tuy nhiên thì 2 năm sau, ngay cả những người lạc quan nhất cũng không còn có thể lạc quan nữa. Đức giờ đây phải đối mặt với việc cắt giảm nguồn cung cấp năng lượng và chi phí năng lượng tăng vọt. Điều này thì không chỉ làm tăng chi phí sinh hoạt của người dân, mà còn đẩy nhiều doanh nghiệp vào tình thế khó khăn. Những doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt với sự gia tăng chi phí sản xuất, trong khi người dân thì họ đang phải chứng kiến mức giá của các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, nhiên liệu tăng lên hàng ngày, và qua đó thì làm giảm sức mua và kéo theo sự đình trệ trong nền kinh tế. Thế nhưng điều khó hiểu là trong bối cảnh mà chính nước Đức còn chưa lo được cho thân mình, thì họ vẫn cứ nhiệt tình bơm tiền cho Ukraine. Đức thì đã trở thành quốc gia cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, chỉ sau Mỹ. Tính đến năm 2024, Đức đã cung cấp gần 34 tỷ euro dưới nhiều hình thức viện trợ khác nhau, bao gồm vũ khí, thiết bị quân sự, cũng như các nguồn lực phục vụ công cuộc tái thiết cho Ukraine. Các khoản viện trợ này đã đặt ra một gánh nặng tài chính không nhỏ lên ngân sách quốc gia Đức. Để duy trì những cam kết hỗ trợ này, chính phủ Đức đã buộc phải chi tiêu rất nhiều. Và điều này thì không chỉ làm gia tăng thâm hụt ngân sách, mà còn đẩy đất nước họ vào một tình trạng tài chính khó khăn. Những khoản chi tiêu lớn cho Ukraine đã khiến Đức phải cắt giảm ngân sách cho các chương trình phúc lợi trong nước, bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, y tế và các dịch vụ công cộng. Điều này thì không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân, mà nó còn làm gia tăng sự bất bình đẳng trong xã hội. Thâm hụt ngân sách gia tăng cũng kéo theo hệ lụy là Đức phải vay mượn nhiều hơn, phải tạo thêm áp lực cho nền kinh tế trong bối cảnh lãi suất có xu hướng gia tăng. Tình trạng tài trợ cho Ukraine cũng đẩy Đức vào một tình thế rất khó khăn trong việc duy trì sức cạnh tranh toàn cầu. Khi mà nguồn lực tài chính của quốc gia bị phân bổ để hỗ trợ cho Ukraine, các doanh nghiệp Đức phải đối mặt với việc giảm đầu tư vào các dự án công nghệ mới hoặc là nâng cấp quy trình sản xuất. Điều này làm giảm tính cạnh tranh của các sản phẩm made in Germany trên thị trường quốc tế. Đây là một yếu tố quan trọng giúp Đức duy trì vị thế kinh tế của họ. Đồng thời thì các ngành công nghiệp của Đức cũng đang phải chịu sức ép cực lớn từ việc giá năng lượng tăng cao, làm cho các sản phẩm của Đức trở nên đắt đỏ hơn trên thị trường quốc tế, ảnh hưởng lớn tới xuất khẩu. Và để làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, thì đúng lúc này, ông Trump lại đắc cử với lời đe dọa sẽ áp thuế lên tới 20% với các mặt hàng của EU. Chưa kể là ông Trump cũng đâu có ủng hộ Ukraine đâu. Và thế là thôi, thành ra công cốc. Cái đống tiền mà Đức bơm cho Ukraine có thể sẽ một đi không trở lại. Kinh tế Đức thì đã lao đao, giờ lại còn thêm đà lún sâu. Đã thảm, nay còn thảm thương hơn. Và đây cũng là cái giọt nước tràn ly khiến cho mâu thuẫn vốn âm ỉ giữa ba đảng trong chính phủ, nhất là về những vấn đề như chính sách năng lượng, đặc biệt là quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Đảng Xanh với cương vị quan trọng trong Liên minh
luôn đặt ra mục tiêu chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ, đẩy nhanh việc loại bỏ năng lượng than và thúc đẩy các giải pháp năng lượng xanh như điện gió hay điện mặt trời. Tuy nhiên thì Đảng Dân Chủ Tự Do lại lo ngại về chi phí của quá trình này và nó sẽ tác động tiêu cực tới các ngành công nghiệp truyền thống của Đức, đặc biệt là ngành năng lượng hóa thạch. Nó vốn đóng góp một phần lớn vào nền kinh tế quốc gia. Và điều này đã gây nên một sự mâu thuẫn lớn giữa các đảng về tốc độ và mức đầu tư cần thiết cho cuộc cách mạng năng lượng. Đức thì vốn đang phải đối mặt với những biến động lớn từ cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, giờ lại càng phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn về việc làm thế nào để duy trì sự độc lập năng lượng mà lại không làm tổn hại tới nền kinh tế. Ngoài vấn đề về kinh tế và năng lượng thì chính sách di cư cũng là một điểm nóng gây chia rẽ trong liên minh cầm quyền. Đảng Xã hội Dân Chủ và Đảng Xanh thì có xu hướng ủng hộ chính sách di cư cởi mở, tạo điều kiện cho những người tị nạn và những người nhập cư từ các quốc gia khác vốn đã bị chiến tranh và nghèo đói tàn phá đến nước Đức để sinh sống. Tuy nhiên thì Đảng Dân Chủ Tự Do lại ủng hộ một chính sách di cư chặt chẽ hơn. Họ ưu tiên những người lao động có tay nghề cao và ngược lại thì hạn chế số lượng người tị nạn để có thể bảo vệ lợi ích của người dân Đức. Sự khác biệt này không chỉ phản ánh quan điểm về nhân quyền và hội nhập, mà nó còn liên quan tới các yếu tố về kinh tế và xã hội, khi mà các đảng đều lo ngại rằng một dòng người nhập cư lớn sẽ tạo ra gánh nặng cho hệ thống phúc lợi và gây sức ép lên thị trường lao động trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn. Sụp đổ là cơ hội mới để Đức tái khẳng định vị thế lãnh đạo. Cuộc khủng hoảng chính trị sau khi chính phủ Đức sụp đổ đã xảy ra vào thời điểm quan trọng đối với nước Đức, khi mà nền kinh tế của họ đang đối mặt với sự trì trệ, cơ sở hạ tầng thì xuống cấp và quân đội thì thiếu sự chuẩn bị. Nhiều nhà kinh tế cho biết rằng sự sụp đổ của liên minh cầm quyền còn giáng thêm một đòn nữa vào tiêu dùng và đầu tư trong những tháng tới ở Đức. Thế nhưng nếu mà ta nhìn nhận một cách sâu sắc hơn thì việc chính phủ Đức sụp đổ ở thời điểm hiện tại cũng có thể là một điều tốt nếu xét về lâu về dài. Các cuộc bầu cử và một chính phủ mới có thể sẽ chấm dứt tình trạng tê liệt hiện tại của toàn bộ quốc gia và cũng đưa ra một định hướng chính sách rõ ràng hơn, chắc chắn hơn. Giống như việc một ngôi nhà đã sập sệ thì thôi, cho nó sập luôn cũng được, đừng có cố sửa đi sửa lại làm gì nữa, mà hãy cố gắng xây một ngôi nhà mới cho tốt hơn. Xây cái nhà mới theo đúng thiết kế của xã hội đương thời thì sẽ hiệu quả hơn mà không sợ bị lệch lạc. Hiện tại thì một thỏa thuận chính trị cho phép ông Olaf Scholz tiếp tục cầm quyền đến hết năm 2024 và quốc hội sẽ chỉ được triệu tập vào ngày 15 tháng 1 năm 2025. Ông Olaf Scholz chắc chắn sẽ thua trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm và sẽ phải rời khỏi ghế thủ tướng. Theo luật bầu cử của Đức thì khi chính phủ bị giải thể và một cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra lập tức. Thế nhưng Thủ tướng Olaf Scholz đã đề nghị sẽ tổ chức một cuộc bầu cử trong 60 ngày theo luật định để chính phủ lâm thời tiếp tục làm việc từ tháng 3 năm 2025 nhằm ổn định xã hội lại. Tuy nhiên thì Liên minh đối lập bảo thủ do Đảng Dân Chủ Cơ Đốc Giáo đứng đầu đã phản đối điều này vì thấy rõ cơ hội thắng cử trong cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên thì với sự trỗi dậy của các đảng dân túy cánh tả và cánh hữu ở Đức cũng như những nơi khác ở châu Âu, nó cho thấy ngay cả một cuộc bầu cử mới cũng chẳng dễ dàng gì để có thể tạo ra một liên minh có tính thống nhất và đa số phiếu rõ ràng. Bên cạnh đó thì sự tan rã của liên minh cầm quyền ba bên cũng đã tạo ra một khoảng trống quyền lực tại trung tâm liên minh châu Âu, trong bối cảnh liên minh đang phải cố gắng đối mặt với những thách thức toàn cầu, đặc biệt là trong việc đối phó với những chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự mất ổn định tại Đức càng làm gia tăng tình trạng thiếu sự thống nhất trong các quyết định quan trọng của châu Âu. Tương tự, bế tắc chính trị sẽ khiến cho tiếng nói của Berlin phải suy giảm nghiêm trọng, đẩy châu Âu vào thế bấp bênh, khi giờ đây liên minh không còn đầu tàu vững chắc nhất là trong bối cảnh chính trường Pháp cũng đang vấp phải những khó khăn chính trị chưa từng có hồi kết. Liên minh châu Âu cần một nước Đức mạnh mẽ và ổn định để dẫn dắt các chính sách đối ngoại và đối nội. Thế nhưng khi Đức đang gặp khó khăn, cả châu Âu đều phải đối mặt với một tương lai bất ổn hơn. Xét một cách toàn diện, Đức không chỉ là quốc gia có vai trò quan trọng trong nội bộ Liên minh châu Âu, mà còn là một trong những quốc gia đầu tàu về kinh tế và chính trị trong khu vực. Khi Đức gặp khó khăn, không chỉ nước này mà cả châu Âu có thể sẽ bị kéo tụt lùi xuống. Các vấn đề của Đức, từ khủng hoảng chính trị cho tới suy thoái kinh tế, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới người dân và các doanh nghiệp trong nước, mà còn có tác động lan tỏa tới các quốc gia châu Âu khác. Nếu Đức không thể ổn định chính trị và phục hồi kinh tế, điều này có thể dẫn tới một sự suy yếu toàn diện cho toàn Liên minh châu Âu.
khiến cho các quốc gia thành viên gặp khó khăn cho việc đạt được các mục tiêu chung như tăng trưởng bền vững, bảo vệ an ninh và xây dựng chính sách đối ngoại thống nhất. Do đó thì tình hình chính trị hiện tại của Đức không chỉ là vấn đề nội bộ của quốc gia này, mà nó còn là một yếu tố quyết định tới sự ổn định và phát triển của toàn Liên minh châu Âu. Chính vì vậy, cuộc bầu cử và sự hình thành chính phủ mới trong tương lai sẽ không chỉ là cơ hội để Đức thay đổi, mà còn là cơ hội để châu Âu tái xác định lại hướng đi và đảm bảo sự đoàn kết mạnh mẽ hơn trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những biến động không ngừng như hiện nay.